Xin kính chào quý vị và các bạn. Mở đầu bản tin giao thông an toàn ngày hôm nay là những tin vắn giao thông đáng chú ý. Công an Hà Nội cho biết tối ngày 29 tháng 8 sẽ tổng duyệt lễ diễu binh và sáng ngày 2 tháng 9 sẽ diễn ra lễ diễu binh diễu hành chào mừng Quốc khánh. Để đảm bảo an toàn, Công an Hà Nội đã kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải tuyên truyền nhân dân các tỉnh lân cận không có việc cần thiết không nên vào thủ đô Hà Nội trong ngày 29 tháng 8 và mùng 2 tháng 9. Tất cả cửa ngõ ra vào thủ đô sẽ được hạn chế phương tiện tối đa để giảm người dân vào thành phố dịp này. Theo phương án phân luồng, 16 giờ đến 24 giờ ngày 29 tháng 8 và từ 21 giờ ngày mùng 1 tháng 9 đến 12 giờ ngày diễu binh mùng 2 tháng 9, cấm toàn bộ các phương tiện trên các tuyến phố xung quanh quảng trường Ba Đình và các tuyến phố đến quảng trường Cách mạng tháng 8. Mặc dù rào chắn thi công tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội hiện nay đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân, tuy nhiên công ty POSCO ENC, nhà thầu thi công dự án này vẫn tiếp tục đề xuất tăng diện tích hàng rào thi công từ 19m lên 26m. Lý do đưa ra là vì việc quay rộng hàng rào sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người tham gia giao thông, đồng thời rút ngắn thời gian thi công từ 24 tháng còn 18 tháng. Tuy nhiên, phương án này sẽ khiến lòng đường dành cho phương tiện chỉ còn 4,5 mét. Liên quan đề xuất này, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã đồng ý thí điểm phương án mở rộng rào chắn thi công trên cơ sở đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông từ nay đến ngày 5 tháng 9. Để phục vụ người dân đi lại dịp lễ mùng 2 tháng 9, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu ngừng thi công đào đường tất cả các công trình trên địa bàn thành phố. Cụ thể tại Thành phố Hồ Chí Minh, bắt đầu từ 29 tháng 8 đến mùng 2 tháng 9, tất cả các công trường phải ngừng đào đường. Đồng thời khẩn trương tái lập lại toàn bộ các đoạn đường đã thi công xong trước ngày 29 tháng 8. Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, nhằm phục vụ ngày mùng 2 tháng 9, công ty sẽ nối thêm các toa, các đôi tàu như tàu SP1, SP7 và tàu SP2, SP8 tuyến từ Hà Nội đến Lào Cai và ngược lại. Nối thêm toa điều hòa tàu LC2, LC3, LC4, SP7 tuyến Hà Nội Yên Bái, tàu HP1, HP2 tuyến Hải Phòng đến Hà Nội và ngược lại. Còn theo hãng hàng không quốc gia Việt Nam, từ ngày 29 tháng 8 đến mùng 3 tháng 9, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm 95 chuyến bay một chiều, tương ứng gần 7.800 ghế trên 7 đường bay trục và du lịch nội địa có nhu cầu cao, bao gồm đường bay từ Hà Nội đi Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc và từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc. Cùng với đó, Vietjet Air cũng thông báo 4.000 vé máy bay không đồng được tung ra nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp này. Chính phủ vừa đồng ý giao Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam làm chủ đầu tư dự án Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành được Quốc hội thông qua vào tháng 6 năm 2015, mục tiêu trở thành sân bay quan trọng của quốc gia, hướng tới trở thành một trong những trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của khu vực. Công suất dự kiến của sân bay đạt 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Tổng mức đầu tư toàn dự án là 336.630 tỷ đồng. Sau khi VTC14 phát sóng phóng sự chiêu thức dán logo bảo kê cho xe quá tải tại các tỉnh thành phía Nam trong chương trình Nhật ký cuộc sống phản ánh về tình trạng bảo kê cho xe quá tải hoạt động bằng logo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công an đã vào cuộc điều tra và vào ngày hôm qua đã triệt phá thành công hai đường dây chuyên mua bán xe logo xe vua trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đây là những đối tượng liên quan đến đường dây mua bán logo dán cho các xe tải để chở hàng quá tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận vừa bị bắt giữ. Với những logo này, các tài xế yên tâm có thể chở hàng quá tải đi trên đường mà không bị xử lý. Trưa ngày 26 tháng 8 năm 2015, lực lượng công an bất ngờ ập vào nhiều căn nhà trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, bắt giữ 7 đối tượng. Cơ quan điều tra xác định đối tượng cầm đầu hai đường dây này là Lê Thị Cẩm Vân, sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh và Trần Văn Thới.
Đường dây của Vân chuyên mua bán các loại logo xe chở hàng có nền màu xanh và quả cầu lửa. Còn Thới chuyên cung cấp các logo mang tên Gara Thành Đô. Mỗi logo được bán với giá từ 2,5 đến 3 triệu đồng và có hạn sử dụng trong vòng 1 tháng. Mỗi tháng, đường dây của Vân bán hơn 1.000 logo, thu về hơn 3 tỷ đồng, hoạt động từ đầu năm 2015 đến nay. Riêng đường dây logo Gara Thành Đô của Thới chiếm số lượng lớn và tồn tại nhiều năm qua. Đây là những hình ảnh của phóng viên VTC14 ghi lại tại gara này trước khi đối tượng bị bắt giữ. Ở đây không hề có dịch vụ sửa chữa như tên gọi, mà thực chất gara Thành Đô chỉ là nơi cho các xe tải thuê chỗ đậu xe. Cơ quan điều tra cho biết, các đối tượng bị tạm giữ để điều tra hành vi lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Đồng thời mở rộng điều tra và chưa cho biết có hay không sự liên quan của cảnh sát giao thông và các lực lượng khác trong hoạt động bảo kê xe quá tải. Tuy nhiên, những hình ảnh VTC14 ghi nhận được thời gian qua cho thấy rất nhiều xe vi phạm về tải trọng, cơi nới thùng hoặc xe vi phạm luật giao thông chạy trên các tuyến đường mà không bị xử lý. Và hiện tượng dán logo vẫn đang phổ biến tại nhiều tỉnh thành phía Nam. Tối qua, các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến phố Hà Nội đã gặp rất nhiều khó khăn khi đường bị ngập sâu sau trận mưa lớn. Lực lượng cứu hộ đã phải làm việc hết công suất để hỗ trợ nhiều xe gặp nạn. Mưa lớn xảy ra tập trung từ 19h15 đến 19h45 phút tại các quận Ba Đình, Đống Đa, Thanh Xuân, rồi lan sang Cầu Giấy, Tây Hồ, Nam Bắc Từ Liêm. Lượng mưa đo được lên tới 100mm, vượt xa so với dự báo ban đầu. Khả năng tiêu thoát nước không đáp ứng được nên chỉ trong một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường đã bị ngập đến nửa mét, tập trung ở đường Đội Cấn, Nguyễn Thái Học, Cao Bá Quát, Phạm Văn Đồng, Phan Văn Trường, Quan Nhân, Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Huy Tưởng, Nguyễn Tuân, Triều Khúc, Nguyễn Khuyến. Mưa trắng xóa đường khiến nhiều phương tiện không thể di chuyển, có rất nhiều trường hợp bị chết máy, trong đó có cả ô tô. Lực lượng giao thông đã phải triển khai nhiều xe cứu hộ và cấm đường tạm thời ở khu vực ngập sâu để đảm bảo an toàn cho người dân. Dự báo tình trạng mưa dông với cường độ lớn sẽ vẫn còn lặp lại trong những ngày tới. Vào chiều ngày hôm qua, ngày 26 tháng 8, một máy bay của Vietnam Airlines khởi hành từ Hà Nội đi Cần Thơ đã gặp sự cố kỹ thuật ngay sau khi cất cánh. Máy bay sau đó đã phải quay trở lại sân bay Nội Bài để khắc phục sự cố. Đại diện Vietnam Airlines cho biết, chuyến bay VN1203 từ Hà Nội đi Cần Thơ khởi hành lúc 14 giờ 10 phút ngày 26 tháng 8 đã quay lại sân bay Nội Bài lúc 15 giờ 20 phút vì lý do kỹ thuật. Qua tìm hiểu, nguyên nhân cụ thể của sự việc là do trục trặc máy tính của máy bay. Và theo quy định, khi gặp lỗi này, máy bay không được thực hiện chuyến bay nên cơ trưởng chuyến bay đã quay lại để thay máy bay. Theo đó, chuyến bay thay thế đã khởi hành lại vào lúc 16 giờ 30 phút và hạ cánh lúc 18 giờ 42 phút tại sân bay Cần Thơ. Toàn bộ hành khách trên chuyến bay đều an toàn. Ban Quản lý Dự án Đường sắt Bộ Giao thông Vận tải vừa cảnh báo Cục 6 Đường sắt Trung Quốc Tổng thầu EPC và yêu cầu đơn vị này có biện pháp xử lý nhà thầu phụ để rơi thanh sắt tại dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông. Tổng thầu Trung Quốc EPC phải có biện pháp xử lý nhà thầu phụ công nghiệp, công ty cổ phần công nghiệp xây dựng Toàn Phát – Topaco vì để xảy ra sự cố và có hình thức kỷ luật điều chuyển cho thôi việc thay thế các cá nhân chỉ huy công trường đã vi phạm của tổng thầu EPC và thầu phụ. Ban quản lý đường sắt cũng yêu cầu tư vấn giám sát là công ty giám sát xây dựng, viện nghiên cứu thiết kế công trình đường sắt Bắc Kinh và viện khoa học và công nghệ giao thông vận tải có hình thức kỷ luật điều chuyển thay thế tư vấn giám sát phụ trách nhà ga Hà Đông và các cá nhân có liên quan. Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông đã từng xảy ra nhiều sự cố mất an toàn lao động, gây ảnh hưởng đến sự an toàn và niềm tin của người dân. Gần đây nhất là sự cố rơi thanh sắt vào ô tô vào sáng ngày 25 tháng 8. Thưa quý vị, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết sẽ đưa vào sử dụng hệ thống bán vé tàu điện tử, hóa đơn điện tử giai đoạn 2 kể từ 2 giờ ngày 1 tháng 9. Trong giai đoạn này, toàn bộ quy trình mua vé thực hiện hoàn toàn bằng hình thức trực tuyến online, tương tự khi mua vé máy bay qua mạng. Theo đó, hành khách có nhu cầu đi lại bằng tàu có thể truy cập vào một trong các website www.dsvn.vn, www.vietnamrailway.vn hoặc www.vetau.com.vn để đăng ký đặt chỗ mua vé tàu điện tử và thanh toán qua các hình thức khác nhau như sau: đặt chỗ và thanh toán online, đặt chỗ và thanh toán tại ga. Sau khi hành khách hoàn tất việc đặt vé và thanh toán trên website, thông tin vé tàu điện tử sẽ được gửi đến hòm thư điện tử email cá nhân của người mua vé. Với những thông tin này, hành khách có thể tự in vé tàu trực tiếp bằng máy in, thường trên giấy A4 hoặc cung cấp mã vé để nhân viên bán vé hỗ trợ in tại cửa vé nhà ga.
Trong trường hợp không sử dụng email, hành khách có thể đăng ký dịch vụ nhận thông tin vé điện tử qua tin nhắn. Khi lên tàu, hành khách chỉ cần xuất trình thẻ lên tàu chứa thông tin vé điện tử có thông tin cá nhân khớp với giấy tờ tùy thân. Và các bạn, trong những bản tin giao thông an toàn trước đây, chúng tôi đã nhiều lần phản ánh về những vụ tai nạn thương tâm có nguyên nhân từ xe tải gắn còi hơi gây ra. Thời gian gần đây, dư luận lại càng thêm lo lắng trước thông tin xe tải Trung Quốc gắn còi hơi ồ ạt thông quan. Bên cạnh việc xử lý còn chưa đến nơi đến chốn, thì văn hóa sử dụng còi của đa số người tham gia giao thông hiện nay còn rất thấp. Dọc các tuyến quốc lộ, thậm chí ở cả trong thành phố, nhiều xe tải, xe container đều gắn chiếc còi hơi, liên tục bấm còi inh ỏi. Khi tín hiệu đèn đỏ vừa chuyển qua đèn xanh, xe đứng đầu chưa kịp di chuyển đã bị các xe sau liên tục bấm còi hối thúc. Theo quy định, giải âm lượng đối với còi từ 90 đến 115 dB, nhưng trên thực tế, âm lượng của những chiếc còi hơi lưu thông trên đường có thể cao gấp nhiều lần so với quy định. Theo tôi thì cái đó đúng là nguy hiểm thiệt, tại vì những người mà tai lấy yếu, nhất là phụ nữ với người già, mà khi nghe cái tiếng đang điêu xong trên đường mà nghe cái tiếng còi hơi thì người ta giật nảy người, mà có những người yếu tay lái có thể té. Nói chung là đây ta đang đi trên tham gia giao thông thì người ta chú ý ở vấn đề đường xá, vấn đề quan sát, vấn đề chứ người ta không có quan tâm đến vấn đề xung quanh, mà tự nhiên rồi còi hơi bấm vào đằng sau người ta thì là người ta hoảng. Cái việc mà sử dụng còi hơi đối với các tài xế là thứ nhất là nó không đúng với cái tiêu chuẩn của quy định của nhà nước đưa ra, với thứ hai là nó làm ảnh hưởng đến cái thính giác của người đi đường. Trong 7 tháng đầu năm nay, xe tải lắp còi hơi nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam tăng nhanh với số lượng khoảng 14.000 xe. Nhiều người băn khoăn việc nhập khẩu loại xe này có đạt quy chuẩn hay không. Thứ nhất, về trách nhiệm của mình thì cục đăng kiểm Việt Nam phải tuân thủ đúng. Từ khâu nhập khẩu, như sản xuất lắp ráp cũng như kiểm định xe lưu hành thì tất cả các xe qua khâu đăng kiểm kiểm tra đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành. Thế nhưng mà khi những phương tiện này ra khỏi tay của cơ quan đăng kiểm rồi thì cơ quan đăng kiểm không có thẩm quyền để, ví dụ như là biết là cái xe đang đi trên đường, anh chế cái còi khác rồi anh lắp thêm còi âm lượng quá lớn, biết là như vậy nhưng cơ quan đăng kiểm không có thẩm quyền để xử lý những trường hợp này. Các loại còi hơi cũng được bày bán tràn lan trên thị trường với đa dạng chủng loại, mẫu mã, ai cũng có thể tìm mua một cách dễ dàng. Những chiếc còi chỉ nhằm thỏa mãn tâm lý còi to cho vượt của lái xe. Hiện đã có quy định xử phạt hành vi vi phạm sử dụng còi, thiết bị âm thanh không đúng quy định khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, việc xử phạt thường không dễ dàng, phần vì cảnh sát giao thông khó có bằng chứng để xử phạt. Trong khi đó, camera phạt nguội chỉ ghi lại được một số lỗi vi phạm như vượt đèn đỏ, lấn làn, đi ngược chiều. Do đó, theo lực lượng chức năng, đối với hành vi vi phạm này thì tuyên truyền, giáo dục vẫn là chủ yếu. Bản tin giao thông an toàn ngày 27 tháng 8 của VTC14 xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại vào những bản tin tiếp theo.